Chào mừng các em đến với kênh Hệ Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 3 sách chuyên giờ sáng tạo. Trong lúc xem bài giảng của Hệ Liêm, nếu có thấy quảng cáo, các xem quảng cáo giúp Hệ Liêm để hãy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài phép chia hết và phép chia có dư. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài phép chia hết, phép chia có dư. Trước hết mình sẽ làm câu số 1 phần thực hành. Viết tiếp, mình sẽ viết phép chia theo nhóm 4, theo mẫu nha. Giờ mình sẽ quan sát mẫu. Như ở đây mình sẽ có mỗi nhóm là 4. 4 cộng 4 là 8, cộng 4 sẽ là 12, 16, 20, 23. Mình sẽ lấy 23 chia 4. 23 chia 4 sẽ được bao nhiêu? Thì mình thấy là 20 chia cho 4 thì được 5 nhóm, 5 nhóm 4. Mình sẽ viết số 5. 5 nhân 4 bằng 20, viết số 20. 23 trừ 20 thì được còn 3. Như kết quả của phép chia là số 5 và chữ 3. Như vậy mình sẽ viết là 23 chia 4 sẽ bằng 5 chia 3. Có nghĩa là 23 mình chia thành các nhóm, mỗi nhóm là 4 thì mình sẽ được 5 nhóm và dư 3. Ba cái lẻ đúng không? Như là 23 chia 4 sẽ bằng 5 chia 3. Giờ tiếp theo câu A, 9 chia cho 4. Đây mình thấy là 4, với 4 là 8, với 1 là 9. 9 chia 4, 9 chia 4 sẽ được là 2, mình sẽ viết số 2. 2 nhân 4 bằng 8, mình sẽ viết số 8. Giờ 9 chia 8 được 1, viết số 1. Như vậy có nghĩa là 9 chia 4 sẽ bằng 2 dư 1. Đúng rồi. Nhưng mà sẽ ghi ở phía dưới này là 9 chia 4 bằng 2 và dư 1. Tiếp theo là câu B. Như ở đây mình sẽ có 4 với 4 là 8, với 4 12, 12 với 3 15, mình sẽ lấy 15 chia 4. 15 chia 4 sẽ được bao nhiêu? Mình thấy là 15 chia 4 sẽ được bằng 3, 3 nhóm như vậy, đúng không? Mình sẽ viết số 3. 3 nhân 4 bằng 12, mình sẽ viết số 12 phía dưới số 15. 15 trừ 12 thì bằng bao nhiêu? 15 trừ 12 thì được là 3, viết số 3. Như kết quả là 15 chia 4 bằng 3 dư 3. Nhưng mà sẽ ghi ở phía dưới này là 15 chia 4 sẽ bằng 3 và dư 3. Giờ tiếp theo là câu C. Thì mình sẽ đếm xem đây bao nhiêu. Đây là 4, 8, 12, 16, thêm 2 là 18. Mình sẽ lấy 18 chia 4. 18 chia 4 thì mình thấy là được 4 nhân. Mình sẽ viết số 4. 4 nhân 4 sẽ bằng bao nhiêu? 4 nhân 4 sẽ bằng 16. Mình sẽ viết số 16 phía dưới số 18. Mình sẽ lấy 18 chia 16. 18 chia 16 thì được là 2, viết số 2. Như vậy có nghĩa là 18 chia 4 sẽ bằng 4 dư 2. Mình sẽ ghi ở dưới đây sẽ là 18 chia 4 sẽ bằng 4 và dư 2. Giờ tiếp theo là câu D thì mình sẽ thấy là ở đây là 4, 8, 12. 12 với 12 là 24, 26. Mình sẽ lấy 26 chia cho 4. 26 chia 4 sẽ bằng bao nhiêu? Thì mình thấy là mình nhớ là 4 nhân 5 sẽ bằng 20, 4 nhân 6 sẽ bằng 24, 4 nhân 7 sẽ bằng 28. 28 lớn hơn 26 không được, nên mình sẽ lấy 4 nhân 6 thôi. 4 nhân 6 sẽ bằng 24, ở đây mình sẽ viết số 6. 4 nhân 6 bằng 24, có nghĩa là 6 nhân 4 sẽ bằng 24. Mình nhớ là trong phép nhân có tính chất giao quán, có nghĩa là 6 nhân 4 sẽ bằng 4 nhân 6. 4 nhân 6 bằng 24, có nghĩa là 6 nhân 4 bằng 24, mình sẽ viết số 24. Giờ 26 trừ 24 sẽ bằng bao nhiêu? 26 trừ 24 thì được 2, viết số 2. Như vậy có nghĩa là 26 chia 4 sẽ bằng 6 và dư 2. Như vậy ở đây mình sẽ để là kết quả sẽ là 26 chia 4 sẽ bằng 6 và dư 2. Đúng nè. Ở đây mình quyết chữ thường thôi. Dư 2. Giờ như vậy là mình xong câu số 1 phần thực hành nhé. Giờ câu số 1 phần thực hành, các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video, hãy biết các em hiểu bài.
Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 1 phần điện tập. Mình sẽ tính theo mẫu nhé. Mình sẽ quan sát mẫu 15 chia 3. Giờ mình cũng đặt tính, giờ tính 15 chia 3 sẽ bằng bao nhiêu. Thì mình thấy là 3 nhân cho bao nhiêu sẽ bằng 15. Thì mình thấy là 3 nhân 5 sẽ bằng 15. Nên mình sẽ viết ở đây số 5. Như vậy 5 nhân 3 sẽ bằng 3 nhân 5. 3 nhân 5 bằng 15, có nghĩa 5 nhân 3 cũng bằng 15. Mình sẽ viết số 15. 15 trừ 15 bằng 0, có nghĩa là 15 chia 3 sẽ bằng 5. Như vậy các em sẽ làm theo mẫu, thực hiện phép đặt tính, giờ tính, sau đó mình sẽ ghi phép tính kết quả phía dưới. Giờ mình sẽ làm câu 2, 14 chia 2 sẽ bằng bao nhiêu? Thì mình đã học về bảng chia 2, giờ thì mình thấy 14 chia 2 sẽ bằng 7. Mình sẽ viết số 7. Đúng rồi. Có nghĩa là 2 nhân 7 sẽ bằng 14. 7 nhân 2 sẽ bằng 2 nhân 7. Trong phép nhân sẽ có tính chất giao quan. 7 nhân 2 sẽ bằng 2 nhân 7. 2 nhân 7 bằng 14. Có nghĩa 7 nhân 2 cũng bằng 14. Mình sẽ viết số 14. 14 trừ 14 bằng 0. Viết số 0. Như vậy có nghĩa là 14 chia 2 sẽ bằng 7. Mình sẽ viết kết quả ở đây sẽ là 14 chia 2 sẽ bằng 7. Tiếp theo là 9 chia 3. Thì mình cũng đặt tính, giờ tính bình thường thôi. 9 chia 3 sẽ bằng bao nhiêu? 9 chia 3 sẽ bằng 3. Đúng rồi. 3 nhân 3 bằng 9. Mình sẽ viết số 9. 9 trừ 9 bằng 0. Mình sẽ viết số 0. Có nghĩa là 9 chia 3 sẽ bằng 3. Mình sẽ ghi kết quả ở đây sẽ là 9 chia 3 sẽ bằng 3. Tiếp theo là 27 chia 3. 27 chia 3 sẽ bằng bao nhiêu? Thì mình đã học bảng chia 3 giờ thì mình nhớ là 27 chia 3 sẽ bằng 9, mình sẽ viết số 9. 9 nhân 3 sẽ bằng 3 nhân 9. 3 nhân 9 bằng 27, có nghĩa 9 nhân 3 cũng bằng 27, viết số 27. 27 trừ 27 bằng 0, viết số 0. Như có nghĩa là 27 chia 3 sẽ bằng 9. Giờ như mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B. Giờ tiếp theo là câu B, 12 chia 4. 12 chia 4 sẽ bằng bao nhiêu? 12 chia 4 sẽ bằng 3. Vì mình đã học bảng chia 4 rồi. 3 nhân 4 bằng 12, mình sẽ viết số 12. 12 trừ 12 bằng 0, viết số 0. Như mình sẽ ghi kết quả đây sẽ là 12 chia 4 bằng 3. Đúng không? 12 chia 4 sẽ bằng 3. Tiếp theo là 32 chia 4. 32 chia 4 sẽ bằng bao nhiêu? Thì mình nhớ là 4 nhân cho bao nhiêu sẽ bằng 32. 32 chia 4 sẽ bằng 8. Đúng không? Vì mình đã học bảng chia 4 rồi. Giờ 8 nhân 4 sẽ bằng 4 nhân 8. 4 x 8 bằng 32, có nghĩa 8 x 4 cũng bằng 32. Mình sẽ viết số 32. 32 trừ 32 bằng 0, viết số 0. Như cái 32, có nghĩa là 32 chia 4 sẽ bằng 8. Mình sẽ ghi kết quả ở đây sẽ là 32 chia 4 sẽ bằng 8. Tiếp theo là 35 chia 5. 35 chia 5 sẽ bằng bao nhiêu? Thì mình đã học bảng chia 5 giờ. 35 chia 5 sẽ bằng 7, viết số 7. 7 nhân 5. Mình nhớ là 7 nhân 5 sẽ bằng 5 nhân 7. Vì trong phép nhân có tính chất giao quan. 7 nhân 5 sẽ bằng 5 nhân 7. 5 nhân 7 bằng 35. Có nghĩa là 7 nhân 5 cũng bằng 35. Mình sẽ viết số 35. 35 trừ 35 bằng 0. Viết số 0. Như có nghĩa 35 chia 5 sẽ bằng 7. Đúng này. Như ở đây phép chia mà không có dư thì người ta gọi là phép chia hết nha. Như là mình xong câu số 1 phần luyện tập nha. Giờ có số 1 phần luyện tập, các em hiểu bài, các em sẽ bấm khít video để biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 2 phần luyện tập. Câu số 2 phần luyện tập mình sẽ tính theo mẫu, mình sẽ quan sát mẫu 17 chia 3. 17 chia 3 mình cũng đặt tính bình thường thôi, 17 chia 3 sẽ bằng bao nhiêu? Thì mình thấy là sẽ bằng 5, vì 5 nhân 3 bằng 15 sẽ nhỏ hơn 17. Nếu ở đây các em để số 6 là không được, vì sao? Vì 6 nhân 3 bằng 18 lớn hơn 17 không được.
Mình sẽ lấy số 5 thôi. 5 x 3 bằng 15, mình sẽ viết số 15. 17 chia 15 được 2, viết số 2. Như vậy có nghĩa là 17 chia 3 bằng 5 dư 2. Mình ghi kết quả dưới đây sẽ là 17 chia 3 bằng 5 dư 2. Giờ tiếp theo mình sẽ thực hiện phép chia phía dưới này giống như cái mẫu nha. 15 chia 2. 15 chia 2 sẽ bằng bao nhiêu? Thì mình thấy là 2 nhân cho 7 sẽ bằng 14, nhỏ hơn 15. Còn 2 nhân 8 bằng 16, lớn hơn không được. Mình sẽ lấy số 7 thôi. 2 nhân 7 sẽ bằng 14, đúng nè. Như vậy mình sẽ viết số 7. Mình nhớ là 7 nhân 2 sẽ bằng 2 nhân 7. 2 nhân 7 bằng 14, có nghĩa là 7 nhân 2 cũng bằng 14. Mình sẽ viết số 14. 15 trừ 14 bằng 1, viết số 1. Như có nghĩa là 15 chia 2 bằng 7 dư 1. Mình sẽ viết kết quả đây là 15 chia 2 bằng 7 dư 1. Giờ tiếp theo là 10 chia 3. 10 chia 3 sẽ bằng bao nhiêu? 10 chia 3 sẽ bằng 3. Thì mình thấy là 3 nhân cho 3 sẽ bằng 9, sẽ nhỏ hơn 10. Nếu mà để đây số 4 thì 3 nhân 4 sẽ bằng 12, lớn hơn 10 là không được. Mình sẽ lấy số 3 thôi. 3 nhân 3 bằng 9, mình sẽ viết số 9. Mình sẽ lấy 10 trừ 9. 10 trừ 9 thì được là 1, viết số 1. Như có 10 nghĩa là 10 chia 3 bằng 3 dư 1. Tiếp theo là 23 chia 3 bằng 7. 23 chia 3 sẽ bằng bao nhiêu? 23 chia 3 thì mình thấy là 3 nhân 6 bằng 18. 3 nhân 7 sẽ bằng 21. 21 vẫn nhỏ hơn 23. Còn 3 nhân 8 bằng 24 thì 24 sẽ lớn hơn 23 không được. Nên mình chỉ lấy số đến số 7 thôi. 3 nhân 7 bằng 21, mình sẽ viết số 7. Giờ 7 nhân 3, mình nhớ là 7 nhân 3 sẽ bằng 3 nhân 7. 3 nhân 7 bằng 21, có nghĩa 7 nhân 3 cũng bằng 21, mình sẽ viết số 21. Phía dưới số 23. Mình sẽ lấy 23 trừ 21. 23 trừ 21 thì được là 2, viết số 2. Như có nghĩa là 23 chia 3 bằng 7 dư 2. 23 chia 3 bằng 7 dư 2. Giờ như là mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu B. 9 chia 4. 9 chia 4 sẽ bằng bao nhiêu? Thì mình thấy là 4 x 1 là 4. 4 x 2 bằng 8. 4 x 3 12. 12 sẽ lớn hơn 9 không được. Nên mình sẽ lấy số 2 thôi. 4 x 2 sẽ bằng 8. Như vậy là 2 x 4 bằng 8. Mình sẽ viết số 8. 9 chia 8 bằng 1. Viết số 1. Như vậy có nghĩa là 9 chia 4 bằng 2 chia 1. Mình sẽ ghi kết quả đây là 9 chia 4 bằng 2 dư 1. Tiếp theo là 32 chia 5. 32 chia 5 sẽ bằng bao nhiêu? Thì trong phép nhân 5 thì mình thấy là 5 nhân 6 bằng 30, nhỏ hơn 32 được. Còn 5 nhân 7 bằng 35 sẽ lớn hơn 32 không được. Nên mình sẽ lấy là 5 nhân 6 không. Ở đây mình sẽ viết số 6. Như vậy 6 nhân 5 sẽ bằng 5 nhân 6. 5 nhân 6 bằng 30, có nghĩa là 6 nhân 5 cũng bằng 30. Mình sẽ viết số 30. 32 trừ 30 thì được 2. Như vậy có nghĩa 32 chia 5 bằng 6 dư 2. Giờ tiếp theo là 18 chia 5 sẽ bằng bao nhiêu? Thì mình nhớ là 18 chia 5 thì mình thấy là 5 nhân 3 sẽ bằng 15, nhỏ hơn 18. 5 nhân 4 bằng 20, 20 lớn hơn 18 không được. Nên mình sẽ lấy 5 nhân 3 thôi. Như kết quả ở đây mình sẽ viết số 3. 5 nhân 3 sẽ bằng 15. 3 nhân 5 cũng bằng 15. 3 nhân 5 15, mình sẽ viết số 15. 18 chia 15 thì được là 3, viết số 3. Như có nghĩa là 18 chia 5 bằng 3 dư 3.
Giờ như là mình xong câu số 2 phần luyện tập nha. Giờ câu số 2 các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video. Hãy biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 3. Câu số 3 ở đây người ta cho mình một cái bảng gồm có 4 dòng. Dòng thứ nhất là các tiêu đề số cái bánh để xếp vào hộp. Ở đây là 19 cái. Số bánh mỗi hộp là 2, 5, 4. Số bơ hộp bánh và số bánh còn dư. Như vậy là số cái bánh để xếp vào hộp tổng cộng là 19 cái. Nếu mỗi hộp mình sẽ chứa hai cái bánh. Số bánh mỗi hộp có nghĩa là mỗi hộp sẽ chứa hai cái bánh. Thì mình sẽ được bao nhiêu hộp? Thì mình sẽ lấy 19 chia 2. 19 chia 2 thì mình thấy là được 9. Vì 2 nhân 9 bằng 18. 18 sẽ nhỏ hơn 19 đúng không? Còn nếu mà 2 nhân 10 là không được. Vì 2 nhân 10 là 20 sẽ lớn hơn 19 không được. Nên ở đây mình sẽ được là 9 hộp thôi. 2 nhân 9 sẽ bằng 18. Đúng không? 2 nhân 9 sẽ bằng 9 nhân 2. 2 nhân 9 bằng 18. 19 chia 18 thì còn 1 có nghĩa là dư 1 cái bánh. Đúng không? Giờ dòng tiếp theo thì người ta cho số cái bánh để xếp vào mỗi hộp. Số cái bánh để xếp vào hộp là 19. Số bánh mỗi hộp là 5. Mình sẽ tính xem có tất cả là bao nhiêu số hộp bánh và còn bao nhiêu cái bánh dư. Thì mình sẽ lấy 19 chia 5. Giờ thầy sẽ tính nháp 19 chia 5 cho các em xem nhé. 19 chia 5 sẽ bằng bao nhiêu? Mình sẽ tính nháp. Còn các em mình sẽ lấy nháp với mình tính nhé. Thầy sẽ tính nháp phía dưới này cho các em xem. Còn các em lấy nháp mình tính. 19 chia 5 sẽ bằng bao nhiêu? Thì mình thấy là 5 nhân 1 bằng 5, 5 nhân 2 là 10, 5 nhân 3 bằng 15. 15 nhỏ hơn 19 được nè, đúng không? Và 5 nhân 4 bằng 20, 20 lớn hơn 19 không được, nên mình sẽ lấy số 3 thôi. Đúng không? 3 nhân 5 bằng 15, mình sẽ viết số 15. 19 trừ 15 thì được là 4. Như vậy kết quả sẽ là 3, có nghĩa là mình sẽ được số hộp bánh chính là 3. Còn dư 4 có nghĩa là 4. 4 cái bánh lẻ này, số bánh còn dư sẽ là 4. Được này. Như các em sẽ thực hiện phép chia. Được kết quả bao nhiêu mình ghi đây. Được số dư bao nhiêu mình ghi đây. Được này. Giờ dòng tiếp theo người ta cho số cái bánh để xếp vào hộp là 19. Số bánh mỗi hộp là 4. Mình sẽ lấy 19 chia 4. Giờ thầy cũng tính nháp cho các em xem nhé. 19 chia 4 sẽ bằng bao nhiêu? Mười chín chia bốn thì mình thấy là bốn nhân cho bốn sẽ bằng 16, nhỏ hơn 19 được này. Còn bốn nhân năm là 20, 20 lớn hơn 19 không được nên mình sẽ lấy bốn thôi. Bốn nhân bốn bằng 16. 19 chia 16 thì được là mình sẽ viết số 16, mình sẽ lấy 19 chia 16. 19 chia 16 thì được ba, viết số ba. Như vậy có nghĩa là được số 4, mình sẽ ghi đây là 4, 4 hộp và còn dư ba cái lại. Như mà sẽ lấy 19 chia 4 sẽ được kết quả là 4 ghi đây. Dư 3 thì ghi ở đây. Đúng không? Đây là số bánh còn dư. Như là mình xong câu số 3 phần luyện tập. Giờ câu số 3 các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video. Thầy biết các em hiểu bài. Giờ phần tính nháp thì mình sẽ xóa đi nha. Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần thử khách. Đọc nội dung trong sách giáo khoa. Giờ bây giờ mình sẽ đọc nội dung trong sách giáo khoa. Giờ mình sẽ điền số thích hợp vào chỗ ba chấm. Giờ bây giờ mình sẽ đọc phần trong sách giáo khoa. Các con bọ rùa màu vàng và màu đỏ sẽ có cách chọn khác nhau để đậu vào các lá cây. Tiếp theo chiếc lá nào sẽ có cả bọ rùa màu vàng và bọ rùa màu đỏ cùng đậu? Thì mình quan sát hình thì mình thấy là con bọ rùa màu vàng sẽ đậu những chiếc lá mà chia hết cho ba, gồm có 3, 6, 9, 12. Những số này sẽ chia hết cho ba. Còn những con bọ rùa màu đỏ thì sẽ đậu những chiếc lá chia hết cho 4, gồm có 4, 8, 12, 16. Đúng không? Giờ bây giờ thầy sẽ tính nháp phía này cho các em xem nha.
Như là mình thấy là cắt lá, bỏ vô màu vàng đậu lại là những số chia hết cho ba, gồm có 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Đúng nè. Còn các lá mà bỏ vô màu đỏ đậu sẽ chia hết cho 4. Màu đỏ đậu. Là những chiếc lá chia hết cho 4 gồm có 4 nè, 8, 12, 16, 20 và 24. Đúng nè. Như mình thấy là những số nào trùng nhau thì mình thấy là 12 với 12 giống nhau, có nghĩa là chiếc lá số 12 sẽ có cả bo vừa màu vàng và màu đỏ đậm. Tiếp theo sẽ chiếc lá nào? Chính là chiếc lá 24. Đúng nè. Thì chiếc lá 24 sẽ có cả bo vừa màu vàng và màu đỏ đậm. Như ở đây mình sẽ viết số 24. Như vậy có nghĩa là tiếp theo chiếc lá mang số 24 sẽ có cả bo vừa màu vàng và bo vừa màu đỏ cùng đậm. Đúng nè. Như vậy các em ở đây các em sẽ điền số 24 là được nha. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng giờ hiệu quả hết, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.